Vâng, chào khách hàng. Hôm nay Hà đã tiếp tục giới thiệu một dòng sản phẩm tổ phân khúc tầm trung cho nhu cầu học tập văn phòng. Sản phẩm này sẽ cử cho một khách hàng ở Phú Thọ. Phú Thọ bên mình có khá nhiều khách hàng quen, cả khách hàng doanh nghiệp lẫn cá nhân. Đây, tiếp theo là quá trình kiểm định sản phẩm. Hàng mới 100% nguyên tem này. Quy trình thì vẫn như vậy thôi. Để khách hàng xem lại cái quá trình khui thùng để kiểm định lại sản phẩm của mình. Về số service tag, con này 8WHS0H3. Đây, cấu hình với nhu cầu văn phòng thì hiện tại chip Core i3 thế hệ 11 là hiệu năng rất cao, có thể mạnh hơn một số đời i5 ngày xưa. Và con này là RAM 8GB, LDDR28 và màn hình là độ phân giải Full HD. Đó là những cấu hình gần như là chuẩn để cho một nhu cầu học tập văn phòng. Ngoài ra bên mình thì có thêm tùy chọn RAM 4GB nữa thì giá thành sẽ tốt hơn. Với model là 3511 là phân khúc 3000 series mới nhất của Dell hiện tại. Rồi mình sẽ tiến hành dưới khui thùng và sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh thực tế của sản phẩm. Đây, những khách hàng ở xa thì các bạn cứ xem những cái video này, các bạn sẽ hiểu được quá trình mua hàng của bên mình. Thì hoàn toàn yên tâm với những sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và quá trình hỗ trợ cài đặt và gửi hàng về tận nơi. Sau khi gửi hàng thì mình sẽ gửi lại những cái vận đơn hoặc là thông tin nhà xe để cho khách hàng có thể theo dõi được về sản phẩm của mình. Ok, rất là đẹp, quay lại chủ thể chính luôn. Thực ra là đây sản phẩm là của một cô giáo bên lĩnh vực giảng dạy, cũng nghiên cứu một ngày chốt trước này luôn. Công việc giảm dẫn rất là phù hợp. Tổng quan model này bên mình cũng mới về thôi, model đang rất là hot. Thì như anh em vừa chia sẻ, phân khúc mà làm văn phòng, thậm chí là sinh viên, đấy, sinh viên công nghệ thông tin có thể sử dụng cái này rất là tốt luôn. Hiệu năng xử lý con chip 2021 với cấu hình đi kèm là RAM 8GB và ổ cứng LDDR26 mang lại một cái hiệu năng xử lý rất là mạnh, đảm bảo là đáp ứng tốt công việc luôn. Đó, bây giờ là anh em sẽ tiến hành. Thực ra là máy có sẵn video bản quyền rồi. Các bạn mà xem kênh truyền thơ công ty là hay nói vấn đề này. Khác hẳn hàng mà đấy, không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Mỹ thì bắt buộc phải có video bản quyền. Bây giờ sẽ đi tổng quan, anh em đi tổng quan luôn về cái sản phẩm này. Đó. Mới về thôi, bây giờ anh em mới được trên tay cái sản phẩm này để chịu về được 1-2 chiếc hết. Thì tổng quan cái chiếc 3511 này thì nhìn từ xa thì có nét tương đồng giống như chiếc là 3501. Là một sản phẩm thiết kế hoàn toàn phá cách và thành công rất là nhiều từ Dell. Đó, thì sản phẩm được thừa hưởng toàn bộ những cái sự tinh tế từ sản phẩm đã ra mắt trước. Đó, tổng quan thiết kế màn hình viền mỏng. Đây, điểm khác biệt duy nhất là đời này là bản lề nâng. Đó, hôm trước mình đã giới thiệu về ba đời khác nhau đấy, 3593, 3501 và 5511. Đây, cậu em và chị đấy, đúng. Bản lề nâng, đúng rồi, cái này thì là đợt trước là không có, những dòng trước các bạn xem qua dòng 3593 thì vẫn là bản lề thường. Thì sau này dạng model làm đình đám của Dell là 5502. Đấy, năm 501, 502. Những model mà tiệm cận với cái phân khúc tầm cao cấp ấy, thì sẽ được thiết kế mẫu rất là đẹp. Thì sản phẩm bị thừa hưởng, nôm na thừa hưởng rất là nhiều những cái sự tinh tế trên những sản phẩm thành công đã từng ra mắt của Dell. Hiện tại 3511 đó là chiếc này. Anh chị em quan tâm thì nên lấy sớm. Đặc biệt là nhập từ Mỹ về trong một cái tiêu chuẩn chất lượng, sự ổn định rất là cao. Ok, tổng quan vậy thôi. À, còn một cái điều nữa đó là anh em hay hỏi có cam không, thì đây là ngày xưa thôi, còn bây giờ là bắt buộc phải có rồi. Được tích hợp mic cam là được nâng cấp công nghệ thu phát rất là tốt. Đây, có sẵn luôn. Tổng quan, rồi anh em tiến hành xử lý máy, gửi bắp về cho cô giáo đang cần máy.